Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ khôi phục được filter vuông chụp ảnh phong cảnh hiệu K. Và bây giờ tôi sẽ khôi để các bạn xem trong đây có cái gì nhé. Và tôi bắt đầu. Mình mới vừa mở ra mình thấy cái hộp được bằng da rất là nghệ thuật. Thì mình mới nhìn sơ thì mình thấy thứ nhất là hộp nó kết cấu gồm hai phần. Cái phần thứ nhất là cái ngăn phía trước. Ở đây có thương hiệu các bạn, ngăn phía trước. Và cái hộp thứ hai là hộp cứng, là ngăn thứ hai. Và đằng sau của nó thì nó có những cái móc để mà mình đeo, và hoặc là những cái khe này để mình cho vào cái sợi dây nịch ngang hông. Và cái hộp thứ nhất này là mình sẽ được cái holder các bạn. Cái holder thì các bạn có thể được cái holder ví dụ như là cái K8 slim bạn ha, siêu mỏng, thì mình sẽ đựng vào đây. Và cái này nó sẽ có 500 các bạn. Cái này nó sẽ có 500, nó tự hít vào các bạn, nó tự hít vào các bạn ha. Rồi cái hộp thứ hai là hộp cứng, thì đây là cái nút để chặn nó. Và mình mở ra. Mới nhìn vào thì mình thấy cũng có kết cấu thành ba cái hộp lợn. Đây là cái hộp đựng filter và hộp đựng một cái nhiều filter. Đây là hộp đựng Boladizine và hộp này là hộp đựng cái dây đeo. Và dây đeo nó đây các bạn, chúng mình sẽ coi. Thì cái hộp đựng filter nó tên nó có hai miếng nhựa trong đây. Hai miếng các bạn ha. Hai miếng mục đích của nó thì nó sẽ để trong đây làm gì? Thì nó để lên đây để cho nó được, để cho cái khe này được cái filter khoảng 100% là ND. Thì khi nó ngắn thì mình để lên để cho nó trên cái filter này lên, mình mới dễ thao tác lấy ra lấy vào được. Đó các bạn như thấy, bỏ cái khe đó thì nó mới lòi lên, mình mới lấy ra lấy vô được ha. Còn những khe khác là ba khe còn lại là mình xài cái filter khoảng 100 x 150. Và filter này là GND. Mình sẽ để cái khe còn lại đi. Đó. Thì mình nhìn vào như vậy, có nghĩa là mình sẽ lấy ra thao tác, lấy ra cái nào cũng dễ dàng các bạn. Rồi. Thì mình đậy. Còn cái khe này nữa thì mình sẽ đựng cái Boladizine của cái holder các bạn ha. Và cái adapter cái. Adapter cái có nghĩa là adapter ring đó các bạn ha. Bola của nó thì nó xài hít các bạn ha. Không có cần bạn ra, chỉ hít vô thôi ha. Rồi mình đặt đây. Rồi mình sẽ đóng nó lại. Rồi khe cuối cùng thì mình sẽ lấy cái này ra. Cái dây đeo của nó đây. Thì dây đeo của nó có cái này để mình móc mình đeo vào người. Rồi mình sẽ tăng giảm tùy. Rồi thì mình sẽ tăng giảm tùy theo ý thích của mình ha. Đây thì mình sẽ tăng nó dài ra ha, tùy theo ý thích của mình. Mình sẽ đeo đeo người. Rồi cái này thì mình để đeo cái sợi unit, hoặc là đây mình sẽ móc lên trên chân máy luôn các bạn, móc lên trên cái chân máy của mình luôn, là cái khe này, là cái vòng này, móc thẳng lên trên chân máy của mình luôn. Thì cái bộ này trên đây là hết, nhìn khá nghệ thuật các bạn. Và kỳ tới, hẹn các bạn trong video kỳ tới, tôi sẽ khui tiếp một cái bộ sản phẩm khác. Xin chào các bạn.